này không có, bất kỳ cũng không có. Mau, mau, kiếm cho kỹ đi. Các người đang tìm kiếm ta, ta đây, chết đi lũ khốn. Hắn xuất hiện rồi kìa, mau, giết chết thứ bán nam bán nữ này, báo thù cho anh em riêu men chúng ta. Ta bắt những kẻ nào giúp kỳ thị ta, đầu liền khỏi xác. Chúa ta của chúng ta sẽ lấy lại công bằng cho chúng ta. Rồi hắn cũng sẽ giống các ngươi mà thôi. Chúa ta ơi, sự khôn kiếm đó đã giết rất nhiều anh em đồng loại của chúng tôi nữa rồi. Chết tiệt, ta thật hối hận, năm xưa không giết chết thứ rượu men bán nam bán nữ đó. Bây giờ nó quay lại giết anh em đồng loại của chúng ta. Xin ngài hãy ra tay chừng trị nó. Nó nhanh quá, nó ẩn nấp trong rừng, du kích tấn công lén chúng tôi không biết đường nào đỡ cả. Cái gì? Các ngươi cũng là real man, hắn cũng là real man, cả đám các ngươi không chống lại một mình hắn à? Lũ vô dụng. Thủ lĩnh, hãy để real man hộ vệ chúng tôi chừng trị hắn. Lần này đích thân ta sẽ đi tìm thứ khổ kiếm đó, cho nó một bài học. Được rồi, bỏ theo ta nào. Chúng ta sẽ kiểm tra đằng kia. Này, thằng khổ kiếm Real Man MCBT, ngươi đâu rồi? Mau ra đây chịu tội đi. Lũ Real Man hộ vệ, các ngươi cũng tham gia săn tìm ta. Ta đây nè. Chết tiệt, hắn còn dám thách thức anh em chúng mình nữa kìa. Mau lên, tiến tới trừng phạt cái thứ Real Man MCBT phạm tội nặng này. Câm mồm đi lũ khốn, ta không hề phạm tội gì cả. Chính chúa tể của chúng mày và lũ nịnh hót chúng mày mới là những kẻ phạm tội. Ta sẽ diệt sạch chúng mày. Khốn kiếp! Chúa ta, hắn ở đằng này. Chết tiệt, thứ rác rưởi này. Năm xưa, ta đã tha mạng ngươi để cho ngươi một con đường sống. Vậy mà bây giờ, ngươi quay lại tấn công lời của mình hay sao? Câm mồm đi tên khốn. Ngươi đừng tỏ vẻ nhân đạo nữa. Năm xưa, khi mẹ ta đẻ ta ra, giới tính ta bất thường. Ngươi kỳ thị, muốn giết chết ta. Nhưng mẹ ta đã van xin cậu lấy ngươi dùng tính mạng của bãi để đổi lại mạng của ta. Ngươi cuối cùng đã giết bãi, ném ta vào rừng, mặc kệ sự sống chết của ta. Bây giờ ta sống sót được, quay về đây, bắt ngươi nợ máu phải trả bằng máu. Đó là luật ta đặt ra để bảo vệ sự thuần chủng của loài Real Man, không kẻ nào được thay đổi. Sự xuất hiện của thứ bán nam bán nữ như ngươi chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới Real Man chúng ta. Được rồi, ngươi muốn chết à? Ta sẽ cho ngươi chết. Mẹ kiếp, ta tay tạch Real Man kia, ngươi không được đụng tới con nuôi của ta. Chết đi, sao lại xuất hiện một con quỷ đầu bò thế này? Ngươi bất ngờ lắm đúng không? Đúng vậy, năm xưa khi ngươi ném ta vào rừng, quỷ đầu bò này đã bắt lấy ta, không những không ăn thịt ta mà còn nhận ta làm con nuôi. Khổ kiếp. Bây giờ ta sẽ xé xác ngươi, ăn thịt ngươi, hấp thu sức mạnh của ngươi để biến thành một thực thể tái tình Real Man mới. Ta sẽ thay thế ngươi trở thành chúa ta. Wow, người của con, chúc mừng con. Bây giờ mẹ làm gì để tiếp tục giúp đỡ con nữa đây? Mẹ về nghỉ ngơi đi, bây giờ chỉ cần một mình con là đủ. Còn khiến cho bọn chúng phải công nhận con trở thành chúa tể mới. Cứu chúng tôi với, chúng tôi không muốn phục vụ cho tình tay thành Real Man bán nam bán nữ bên đây liệu cái này đâu. Cái gì? Các người to gan giúp kỳ thị giới tính của ta. Các người không phục vụ ta, chống lại ta, vậy thì các ngươi phải chết. Những tình Real Man nào đối đầu không chịu phục tùng ta, kết quả cũng sẽ giống như các ngươi. Này, mau dừng lại đi. Cuối cùng ta cũng tìm thấy ngươi chính là kẻ đang náo loạn ở hành tinh Real Man này. Hả? Cái quái quỷ gì thế này? Một tên Super Real Man to lớn. Chết tiệt, ngươi là ai? Tại sao ngươi lại tới đây? Ta chính là chiến binh tài tình Real Man bảo vệ đa vũ trụ. Ta nhận được tín hiệu cầu cứu phát ra từ hành tinh này. Tới đây thì thấy rất nhiều Real Man bị sát hại. Ta tìm mãi, cuối cùng mới phát hiện ngươi chính là kẻ đang gây rối.
Thì ra là lũ đến từ ngoài không gian à. Không liên quan gì tới ngươi. Mà cút đi, trước khi ta ra tay với ngươi đó. Ngươi muốn ta đi à? Được, nhưng hãy trả lời vài câu hỏi của ta. Rốt cuộc ngươi có phải là chúa tể của bọn chúng hay không? Tại sao ngươi lại giết bọn chúng chứ? Còn nữa, ngươi là một tay tình rêu man đực, mà sao ngươi lại sơn môi hồng môi tím thế kia? Ta là một rêu man đực, nhưng trang điểm sửa soạn giống như rêu man vô mình thì có gì sai? Lũ khốn ở đây cùng với chúa tể tài tình của bọn chúng xua đuổi, muốn đánh đập giết chết ta, thì bọn chúng phải nhận hậu quả như thế này. Thì ra là như vậy. Được rồi, quá đủ rồi, hãy mau dừng lại đi trước khi mọi thứ tồi tệ hơn. Cái gì? Thứ đáng ghét này, người dám cản đường ta hả? Không biết tự lượng sức. Con ơi, con ơi, mau tỉnh dậy đi, mau tỉnh dậy đi. Là mẹ nuôi à? Sao mẹ lại ở đây? Lâu rồi không thấy con. Mẹ nhớ con đi tìm thăm con. Thì thấy con nằm bị thương ở cánh đồng bất tận. Mẹ đem con về đây chữa lành vết thương cho con. Con sao rồi? Cảm ơn mẹ nuôi. Người con đau quá, con không thể đứng dậy được. Hay là chúng ta quay về nhà đi, về hang động quỷ của mẹ. Chúng ta cùng nhau sống như năm xưa. Không, con muốn thực hiện ước mơ của mình, trở thành chúa tể tài tình yêu mẹ ở nơi này bằng mọi giá. Cái gì chứ? Đến giờ phút này con có muốn thực hiện điều đó hay sao? Mẹ không muốn mất con đâu. Năm xưa mẹ đã mất đứa con ruột của mình rồi, mẹ rất đau đớn. Sau đó mẹ vô tình nhìn thấy con, nhặt con về xem như con ruột. Bây giờ mẹ không muốn lặp lại cái thứ cảm giác mất mát đó một lần nào nữa đâu. Nhưng con không thể nào sống hàng ngát được. Mày được rồi, được rồi, mẹ sẽ chấp cánh ước mơ cho con. Hãy nhận lấy tu luyện vạn năm của mẹ. Yeah! Hả? Cái gì vậy? Mẹ nuôi, mẹ nuôi. Khổ kiếp. Tất cả là tại ngươi. Ta chết tiệt chiến binh đa vũ trụ đó, ta sẽ bấm ngươi thành ngang mạnh. Được rồi, thế giới Real Man của các ngươi đã tạm thời an toàn. Các ngươi hãy tự bầu ra một thủ lĩnh mới, rồi cùng nhau xây dựng thế giới của mình. Đến lúc ta phải quay về đa vũ trụ rồi. Làm ơn, đừng bỏ chúng tôi đi. Hãy trở thành chúa tể mới của chúng tôi đi, giúp đỡ, dẫn dắt chúng tôi. Bọn khốn kiếp, ta muốn trở thành chúa tể của các ngươi. Các ngươi dám từ chối kỳ thị giới tính của ta, bây giờ là chủ động nhận một tên xa lạ ở đây làm chúa tể. Được lắm, vậy thì ta sẽ diệt sạch lũ nhỏ bé các ngươi cùng với tên khốn kiếp chiến binh đa vũ trụ điêu mê này. Hả? Khốn kiếp thật? Ngươi là kẻ nào? Cái gì? Không lẽ là ngươi? Mẹ kiếp, ta đã đánh ngươi trọng thương rồi mà. Không sai, nhưng ngươi không bao giờ nghĩ rằng mẹ nuôi ta là một con quỷ đầu bò, bởi vì muốn cứu ta đã dùng tu luyện vạn năm của mình để cho ta. Bây giờ ta đã biến thành một con ác quỷ tài tình rêu bên rồi. Ta sẽ lấy cái mạng của ngươi để bù lại sự đau thương mất mát từ mẹ của ta. Chết cha. Này, những rêu man nhỏ bé, mau tìm chỗ nấp đi. Chúng ta biết rồi, chạy rồi, chạy thôi. Các ngươi chạy cũng không thoát được đâu. Ta sẽ tiêu diệt tên chiến binh đa vũ trụ rêu man này trước, rồi sau đó ta sẽ bắt các ngươi sống không bằng chết. Cái gì? Ta sẽ không để cái thứ giết chóc ma vương rêu man ngươi đúng tới bọn chúng đâu. Người nghĩ người cản được ta hay sao? Bây giờ tới phiên lũ rác rưởi kia, kẻ nào theo ta, ta sẽ mở cho các ngươi một con đường sống. Chống với ta, các ngươi chết không toàn thây.